Đi Đà Lạt, chuyện xe khách và thuê xe máy. Một là nghĩ sao chiếc này tôi tìm trên mạng chỉ với giá 100 cành mà xe AB mới tin. Cụ thể thì để kể chi tiết sau. Còn chuyện hai là vụ xe khách lên Đà Lạt. Tại mọi khi thì tự di chuyển hoặc là đi xe khách thì chọn Thành Bưởi. Mà biến của Thành Bưởi thì ai cũng biết rồi. Thành thử ra tôi cũng hoang mang đi tìm hãng xe nào cho ổn mà giá cả phải chăng. Thế là tôi lên một cái app ví điện tử, không có nói tên để tránh thành bia ha. Xong rồi tôi đặt thử xe Tiếng Anh. Cái hãng này thì có điểm rước ở Bầu Cát bên Tân Bình. Với tôi ở Bình Thạnh thì chọn rước dọc đường là ở Bạch Đằng gần chợ Bà Chiểu. Tôi ra ngoài đợi hơi lâu. Cơ mà nhà xe phục vụ thái độ tốt, mà vì mới quá mới nên là nghe cái mùi nó cũng hơi ngột. Họ chưa có nhà xe hay chở ở bến như Thành Bưởi nên là họ dừng ở một cái chỗ nào đó mà tôi quên rồi. Về cơ bản là vẫn có xe trung chuyển nhiệt tình nha. Tóm với lại là tôi hài lòng về chất lượng và dịch vụ ở đây. Mà ban đầu không có tính review về nhà xe nên tôi cũng không có quay nhiều shot. Lúc ở chặng về thì tôi lại lên cái app đó để tìm một cái hãng xe viết tắt là DL. Đặt xong rồi tôi không thấy ai liên hệ để chốt vé nên là tôi chủ động lên mạng để tìm. Rồi sẵn sau đó xem review thì hỏi ôi luôn, thấy bà con chê nhiệt tình nhưng mà tôi cũng lỡ đặt rồi nên là hy vọng tới cái lượt của mình thì sẽ có một cái trải nghiệm tốt. Mà cái thì ngoài cái chất lượng xe ra, trải nghiệm về tất tần tật từ nhân viên văn phòng trên xe đến trực tổng đài, mọi thứ đều không ok. Nên là ở clip này thì tôi cũng đề xuất cho mọi người có thể thử Tiếng Anh, hoặc là bà con nào mà trải nghiệm nhà xe nào tốt á, có giá cả phải chăng thì có thể comment chia sẻ thêm ha. Và nói thêm cái chuyện thuê xe máy ở Đà Lạt thì trước giờ vẫn rẻ, nhưng mà đa số là xe cũ bèo bèo thôi. Xong rồi tôi lên mạng thấy quảng cáo 100 cành, xe mới xịn luôn, tôi cũng kiểu nghi ngờ. Mà thôi tôi bút đại, xong rồi tôi nhắn tin không có ai rep hết. Điện thoại thì thấy số bàn cái không muốn gọi lắm, mà nhủ lòng thôi ráng gọi thử. Và cái kết là đây nè, tôi thấy giá cho thuê xe cạnh tranh kiểu này hơi bị khốc liệt á. Chứ thường đi các tỉnh ngoài Bắc thì khoảng toàn 150 đến 200 cho một chiếc xe, ở Đà Lạt có nửa giá, tôi thấy nó cũng cấn sao á. Kiểu mấy người cho thuê truyền thống cũ xong cạnh tranh lại, mà tất nhiên người được lợi nhất là tụi mình du khách nè. Anh này anh nói là nếu mà chạy xe trước 6 giờ tối thì anh qua lấy, còn nếu mà sau 6 giờ tối thì anh sẽ tự qua trả. Bạn nào cần thì có thể tự tìm là cho thuê xe máy Sơn Đà Lạt nha. Cảm ơn các nhà đã xem, tôi là Nhân Thích Đi, người kể chia sẻ bên dưới đi về trải nghiệm.